Chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Pokemon Unity nha. Ok, còn hôm nay mình sẽ chơi một con, nó gọi là con Elder Goat à, theo kiểu là cái con này là con bông cô tông đó nè. Em biết cái bông vải không? Đây, đây là cái con đó. Đây, Elder Goat à, Elder Goat con này thì nó có hai dạng tiến hóa thôi. Một cái dạng tiến hóa lúc đầu là giống như cái bông hoa màu vàng à, bông hoa màu vàng, gọi là cái bông hoa màu vàng đó, gọi là cái con gì quên rồi à, cái con Gossipler à, rồi cái tiến hóa lên là có hai dạng thôi, con đó xong tới con này là hết. À, con này thì nó là cái chopper theo cái gọi là cái len hỗ trợ à, cái len là supporter các bạn, hỗ trợ thì chúng ta có hỗ trợ thì cái con này nó thiên về thiên hướng mà không phải là hỗ trợ theo cái dạng là kiểu mà khống chế, mà cái con này sẽ hỗ trợ theo cái dạng là hồi máu, nhưng mà là ranger, là đánh tay dài à, đánh tay dài. Con này nó sẽ rất là mạnh à, rất là mạnh trong cái việc mà hồi máu. Khi bạn hết kết thúc game, bạn sẽ nhận được một cái thống kê về cái số lượng hồi máu của con này rất là cao à, rất là cao, tại vì nó có tới 2 hoặc 3 chiêu hồi máu gì đó à, nếu mà bạn chọn tùy theo đường, nếu mà bạn theo cái đường gọi là sát thương á, thì nó sẽ thiệt hơn cho bạn, tại vì cái chiêu cuối của con này á, nó không gây quá nhiều sát thương à, nhưng mà nó sẽ hỗ trợ cho team bạn rất là nhiều. Ok à, con Elder Goat này là con này theo kiểu cái dạng là nó tay dài thì bạn cũng có thể đi theo dạng sát thương mà gọi là DAD cũng được à, đó. Bây giờ Blastoise được nha, Machamp, Absol bên kia toàn đam là nhiều, có hỗ trợ luôn, có tăng luôn, wow. Con Venusaur là con AD nha à, một con AD bắn tay dài rất là đam, rất là đam, rất là ghê à. Rồi có Nolak là tăng defense, là cái chắc là bạn nhìn cái tướng nó bạn biết defense liền à. Còn Machamp là một con đánh tay ngắn, nhưng mà cũng thuộc dạng gọi là all round, là thì kiểu là đi đường nào cũng được á. Nhưng mà mình nghĩ thì con đó nó cũng khá là trâu và gây sát thương cũng ghê. Nếu mà bạn không biết thì Machamp mình hôm qua mình mới làm xong. Nếu mà bạn coi thì bạn sẽ thấy Machamp đánh cực đầu, đánh đầu lắm, tại all round mà, theo kiểu là nó đi đường nào cũng được á, cho nên là nó phù hợp với bạn á. Nó phù hợp với bạn nào mà chơi theo kiểu là thích đi gọi là đi găng rồi kia, tại tốc độ chạy của nó khá là nhanh khi mà bật chiêu. Đấy. Rồi. Nào, cây nhìn nhìn bông hoa, nhìn nhảy tưng tưng, nhìn dễ thương không? Đấy. Nhưng mà thương không dễ nha bạn, rất trâu nha. Ở quên, không phải rất trâu mà gọi là đam rất cao. Ok, thôi cho tụi bay ăn dưới đó, tao đi lên đây tao ăn cái con này. Cái con hai banh này là con gần như là nó chỉ có một xuất hiện một lần trong game thôi các bạn. Con này chỉ xuất hiện đúng một lần trong game này, game đây thôi đó. Chứ còn mấy cái game chút xíu nữa là nó mất liền, nó không có hiện ra nữa. Ok. Đó. Elder Goat ha, nó chỉ có hai dạng tiến hóa vậy thôi á. Dạng là dạng cuối rồi nè. Đấy, ok. Thôi, ăn hai bùa rồi sao? Ăn ra hai bùa thì ra đường bán hành tụi kia thôi chứ sao? Trời, đương nhiên. Nè, đánh nè. Cái chiêu này á, chiêu Powen chiêu 1 của mình á, mà mình nâng cấp tí đi theo cái đường này á, là nó theo dạng là nó bắn một cái hạt. Cái hạt đó nó sẽ đính vào người của mình, người của kẻ địch đó, thì nó sẽ hết thời gian thì nó sẽ nổ gây đam. Khá là mạnh. Nếu mình thì mình chọn cái đường này đó, bạn có thể đặt ở bất cứ đâu à, bạn có thể đặt ở bất cứ đâu, hết thời gian sẽ nổ gây đam à, hay thấy không? Đó, bạn có thể đặt lên người bạn đi lại gần đối phương cũng được, hoặc là bạn đặt ở trong bụi đối phương đi qua nó sẽ dính vô người của đối phương mà, thấy không? Cái này kiểu là hạt dính đó bạn. Ôi chà, sao bạn, mày hết máu, tao level 6 mày muốn chơi tao à, mày muốn chơi tao, có vẻ bệnh, có vẻ hơi bệnh rồi, sai lầm chưa em, nổ nè. Lấy tiền. À, còn cái cô Tô Sport này là theo kiểu cái dạng là bạn sẽ hồi máu à, và gây sát thương khi mảnh nổ đó, bạn sẽ gồng xong rồi nổ cái họ gây sát thương. Chết không, chết nè. Ui, nó vừa kịp ăn cái bông hồi máu, tức thiệt sự. Đáng lẽ là mình ăn được nó rồi, nó chấm máu rồi, trúng một cái tia đó nữa là nó chết rồi, nhưng mà nó lại trúng ngay chỗ đó hồi máu. Ôi xui nha.
Nè, hai thằng đánh một thì mày chết rồi con ơi. Chạy đi đâu được đây, ngon chưa, thấy không? Nãy giờ mình giết được hơi bị nhiều mạng rồi đó, chắc phải 2-3 mạng gì rồi. Đúng không nè, đánh nè, nổ, ôi. Cái thằng đó nó thằng matcha, thằng đó là chuyên gia ăn cái hồi máu chạy về luôn nha. Nãy giờ hai mạng rồi đó, đáng lẽ là nó chết hai lần rồi đó bạn. Nhưng mà nó hên số nó cao, ông bà độ. Đúng ngay bông không là nó chấm máu rồi nó về. Ôi. Vậy mà mình cũng ăn luôn nha. Vậy mà mình cũng ăn luôn. Ôi nãy giờ giết cho phải 5 mạng rồi. Quá khỏe luôn mà thấy không? Chơi cái con này thôi, bạn phải chơi theo kiểu vậy là sao lên theo cái đường này á nó sẽ khỏe. Đó, còn cái chiêu cuối của bạn thì thuần hồi máu, thuần support mà bạn. Con này nói chung á nó cũng là một con support cho nên bạn đi với mấy con mà có lượng tăng hoặc lượng sát thương cao thì cũng nghe cũng khá là hay. Đây nè. Đây nè. Ếch kỳ diệu à. Ếch kỳ diệu nè. Ếch kỳ diệu nè. Ếch kỳ diệu nè. Ăn mạng luôn nha. Bạn thấy không? Cái mình KO con ếch mà. Hủy cái trụ luôn. Thôi, đây rồi, chiêu cuối luôn. Chiêu cuối của con này á thì nó sẽ gọi là cái bông này, cái con này nó sẽ bay lên, nó phồng lên bạn. Nó phồng lên thì trong cái lúc mà nó phồng lên đó thì nó bay lên nó sẽ không bị target. Là kiểu như là nó không bị đánh á, nó không bị đánh. Và khi mà bạn nhấn cho chiêu cuối một lần nữa thì nó sẽ rớt xuống và đẩy gọi là đối phương ra xung quanh. Đó giống như là nhảy xuống nè, đó đẩy đối phương ra xung quanh hồi máu cho team mình. Thì cái chiêu cuối là chiêu kiểu vậy luôn bạn. On gọi là cái dạng sao ta? Gọi là support luôn á. À, đúng kiểu là support luôn á. Giờ sao? Giờ sao? Mày tưởng vậy là mày ngon hả? Sao đánh nhau đang đánh chạy trơn vậy? Tưởng mạnh lắm mà. Ồ, sung lắm mà, nhảy vô đánh xong rồi mình đánh cho chạy hết luôn bạn. Ghê, rồi thằng này đi rồi. Ôi, vậy mà nó không chết nha. Rồi, vô luôn, đánh nè, mình đứng đánh xa mà, mình tay ngắn, tay dài. Mình tay dài cho nên mình giữ khoảng cách, mình gây đam. Giữ khoảng cách gây đam. Ghê chua. Anh em thấy ghê chua. Ngon liền, thấy là khỏe liền. Được quá nha. Cái gì đây? Đánh đồng đội tao. Đánh ếch kỳ diệu chạy về. Thôi chết rồi. Ma Cham này nó dí con rùa của mình rồi. Thôi thông rồi. Khó quá. À da, chạy được luôn hả? Quay lại đánh tao luôn. Vậy là mày chết rồi. Lựa chọn sai lầm phải không? Nhiều khi có cái những cái sai lầm mà bạn không thể sửa chữa được bạn. Bạn chỉ có phải đánh đổi bằng cả tính mạng thôi. Ghê chưa? Quay lại đánh mình pha đó sai rồi, đáng lẽ quay lại được thì bật chiêu 2 lên chạy luôn. Chứ đánh mình là dở rồi nè. Này thì đánh tao này. Giỡn mặt mà. Mày không biết tao là thần sát ở khu này hả? Nãy giờ ở đây mình giết hơi bị nhiều rồi đó. Giờ lên giờ gọi là cái pull lên pull này theo kiểu là plus luôn, cái chiêu lên gọi là cái dạng cộng các bạn. Cộng chiêu lên luôn. Vậy thì sao chơi? Rồi, ok rồi. Sao chậm quá, phá hủy cái trụ này lẹ đi. Cái trụ này còn tới 22 điểm luôn, mình không đủ, mình có 7 điểm, bỏ 7 điểm vô. Lỡ rồi bạn, tại vì nãy giờ mình đánh không có đi đánh quái nhiều á, chủ yếu là combat ở đường không à. Cho nên là nó hơi bị thiếu banh. Chứ mình mà đi gọi là vô rừng mình đi vòng chút xíu mình ra cầm 20 banh là bình thường. Vô rừng đi vòng cầm 20 banh là quá dễ luôn mà. 20 banh vô bỏ cái bụp là xong liền rồi. Ok luôn. Rồi, chạy đi em, chạy đi. Chạy đi, chơi luôn nè, bên tiêu nè. Nè, đẩy ra nè. Trời, chạy hết ráo luôn. Mình chưa gì hết là mình thấy nó chạy hết ráo luôn. Bể cái trụ nè. Rồi, chờ mày chạy đâu? Hồi nãy là làm chậm tao mới nhịn mày thôi nha. Thằng nó không máu luôn á. Thằng nó chắc là chấm máu á, chứ không phải tầm một máu. Xui thiệt luôn, sao cứ đam nó cứ thiếu một chút xíu là làm sao nhỉ? Ôi, thằng này cũng chạy được luôn rồi. Chó thật sự luôn á. Không giết được con nào hết bạn. Nó cứ giờ nó gần nhà quá, nó chạy vô nhà hoài luôn á. Nữa Thua. Không. À, này chạy đi. Chạy được luôn á. Cái gì vậy trời? Sao vậy thì thôi, tụi bay chạy được rồi thôi, tới tao chạy. Chạy thôi bạn ơi. Mình yếu quá rồi.
Mình yếu quá rồi. Ok. Vô đây quay lại giết được con bông này không ta? Giết được con bông này ăn tiền. Trời, cái con này sao vậy? Cái con này sao vậy? Đúng giờ mình mới level 4. Ôi thua nữa luôn. Báo hại tao thiệt luôn á. Mình tưởng nó nhào ra, tưởng nó ngon à, giờ mình thấy tại mình nhìn trên bản đồ thôi chứ mình chưa thấy cái hình của nó. Mình nhìn trên bản đồ thấy nó chạy lại. Ồ cái hình con này xịn nha. Ai dè quên nữa. Nó cái con Cendray này nó chưa tiến hóa nữa. Vãi đái. Thiêu đều muốn chết luôn á. Level 4 giờ này bạn. Không hiểu sao mà nó có thể làm sao mà nó level 4 cái thời gian này được. Còn có 2 phút nữa là hết hết trận rồi. No, đừng như vậy. Đừng như vậy. 2 phút nữa hết trận, thiếu một người chút xíu nữa bị ăn mất con giáp đốt là thua luôn. Tại ăn mất con giáp đốt là mỗi thằng bên kia nó được cộng rất nhiều banh. Mà nó bỏ banh vô người vô nhà của mình á, thì nó không tốn thời gian nữa. Ôi cho nên khả năng chết là thua là rất cao các bạn. 4 đến 5 ở trong game này thì không vừa đâu, thua đấy. À mà nói thẳng luôn là thua đấy nha, thua rất dễ nè, con giáp đốt nè. Con giáp đốt hồi lại bây giờ mình bên team kia mà ăn một cái là mình thấy là nó thọt liền. Đây, ok. Mới có một thằng ngay đó à. Mới có một thằng ngay đó à. Bay ra đó nè. Hai thằng à, không. Bu lại liền. Ok. Bu lại thì mình chơi theo dạng bu lại bạn, cái gì đâu. Ui da. Đam nè, đừng so sánh đam. Ui. Con ếch kỳ diệu này cũng xịn chứ bộ, đúng không? Cũng xịn đấy, nhưng mà mày chết rồi. Mày chết. Ô. Sao lại chấm máu nhờ? Mình tưởng nó chết rồi luôn á. Sao lại chấm máu được nhờ? Xui thiệt sự luôn á. Ôi đáng lẽ nó pha nó đánh thêm cái nữa chạy về là đẹp rồi, tại mình thấy mình hết máu. Nhùng quá bạn, mình rén quá. Ai cha. Hai tự tụi bay tính ăn con giáp đốt điên ngờ à. Điên à. Hồi máu cho team mình nè, hồi máu nè, giật nè, chết một thằng nè. Hai thằng nè, giết hết luôn, bố mà giết luôn con ếch này luôn nè. Giết luôn con ếch này luôn nè. Nè, ếch đứng trong đó, chim nó đánh mày chết cụ mày chưa. Win track 3 luôn nha bà. À quên, KO track 3 luôn. Ôi, nhưng mà đánh con giáp đó chắc không được rồi. Bây giờ mình vô nhà nó mình bỏ banh chắc hơi khùng. Tại vô nhà nó bỏ banh là mình phải chờ cái giai đoạn mà nó đi hết kìa. Chứ bây giờ mình vô bỏ banh là thế nào cũng bị nó quýnh, tại còn ít máu quá. Rồi. Thôi bạn, gọi là sao giữ banh trong người chắc ăn. ok. Hồi máu xịn lắm nha bạn, bạn coi nè. Ôi. Nè, đâu coi coi. Để coi team mình tới đâu. Ô, được. Mình bỏ 107 banh nha, cũng gọi là ra gì đi chứ. À, nhưng mà cái thằng AFK lại được MVP lạ thật. Take a body's high.